Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lạc Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 53 của bộ truyện Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Đây là một tác phẩm tiên hiệp rất nổi tiếng và bộ truyện đang vào thời kỳ gây cấn rất hay. Các bạn xem thì hãy để lại một like để ủng hộ cho Khánh Duy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục vào tập 53 của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Lý Chính Lâm vừa sợ vừa giận quát lên một tiếng lớn, vừa muốn tế khởi đan đỉnh của mình lên, liền triển khai lôi trì thì Diệp Húc cùng Tống Cao Đức cũng nhất tề tiến lên, hai người hạ sát thủ, liên thủ mà hướng hắn công tới. Lại nói Thanh Thành Sơn là một đại phái trong chính đạo, lôi pháp cùng độn pháp đều là thiên hạ nhất tuyệt. Lý Chính Lâm là anh tài trong phái, thực lực cực kỳ mạnh, luyện thành một ngụm đan đỉnh, tên là lôi trì đại đỉnh. Trong đỉnh lôi điện ngưng tụ thành thủy, hóa thành một cái hồ lôi điện chi lực, có thể bộc phát ra uy năng cực đoan cường đại, đem phương viên 10 dặm hóa thành một mảnh lôi trì. Nếu là chính diện đối địch, hắn mặc dù chống đỡ hết nổi, cũng có thể khống chế lôi quang đào tẩu, sấm gió tề động, tốc độ cũng cực nhanh, đơn giản không cách nào mà đuổi theo được. Bất quá Diệp Húc cùng Tống Cao Đức, hai người thực lực so với hắn cũng không yếu, lại là tận tâm tận lực mà đánh lén, cách hắn chỉ có không đến 10 mét, Tống Cao Đức tế lên mảnh lụa đỏ, đưa hắn chó lại, không để cho hắn phản kháng, cũng làm cho hắn không cách nào đào thoát được. Cùng lúc đấy Diệp Húc tế lên đại diễn thần trung, trực tiếp đem Lý Chí Lâm bao lại. Thần trung chấn vang lên, chỉ nghe tiếng chung một tiếng cao, một tiếng thấp, cạch cạch vang lên không dứt. Đại diễn thần trung liên tục chấn hơn 14 cái. Trung khẩu rốt cục cũng tuôn ra một đoàn huyết vụ, lôi trì đại đỉnh liền rớt xuống. Đường đường là cao đồ của phái Thanh Thành, một chiêu cũng không tiếp được, liền bị hai người ngược chết. Tống Cao Đức lau mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi mà nói: Nhiều năm giết hại giết nhãn lại bị chim sẻ mổ mù mắt kìa, không nghĩ tới tùy tiện tìm một người trong chính đạo cư nhiên là đệ tử của phái Thanh Thành luôn. Hắn bị lôi trì của Lý Chí Lâm luyện đến toàn thân cháy đen, tóc vẫn còn đang nhả ra từng sợi khói xanh, nhìn về phía Diệp Húc cười ha hà mà nói: Diệp lão đệ, cái loại chuyện này ngươi thật sự làm không nhiều lắm à? Ta như thế nào cảm thấy ngươi so với ta còn thuần thục hơn kìa, thật không hổ là sư môn nổi danh. Vừa rồi ta thiếu chút nữa nghĩ ngươi định thuận tay giết luôn cả ta rồi đấy chứ. Diệp Húc đem bảo tàng của Lý Chí Lâm xoáy lên rồi cười nói: Chúng ta là đồng minh, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này được. Kỳ thực Diệp Húc cũng không phải không hề động cái tâm tư này, bất quá Lý Chí Lâm là huyễn đan kỳ cao thủ, dùng lôi trì tăng thêm huyễn đan, nhất thời không thể đem Tống Cao Đức luyện chết được. Có thể thấy được Tống Cao Đức thân thể cũng cực kỳ cường hãn, cũng không kém hơn bao nhiêu so với kiểu chuyển nguyên công. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh mỗi lần tăng lên là một tiểu cảnh giới, đều phải trải qua lôi phách. Tống Cao Đức tu luyện tới hỗn nguyên thất phẩm, bị thiên kiếp bổ hơn 50 lần, như trước không có bị đánh chết, có thể thấy được thực lực của hắn. Diệp Húc cũng không đủ nắm chắc có thể tại trong thời gian ngắn xử lý vũ sĩ thiếu đạo đức này, cho nên hạ thủ lưu tình, nếu không đã sớm một tay bóp chết hắn rồi. Loại chuyện này Quan Tinh Phong phong chủ làm cực kỳ thuận tay, không có chút gánh nặng tâm lý nào cả. Huynh đệ, khẩu lôi trì đại đỉnh này với ta mà nói vô cùng có ích cả, có thể tặng lại cho ta được hay không? Tống Cao Đức ngập ngừng nói, Lý Chí Lâm là Diệp Húc giết chết, với quy củ của ma đạo thì bảo vật trên người Lý Chí Lâm hẳn là hết thảy thuộc về Diệp Húc tất cả. Bất quá lôi trì đại đỉnh đối với hắn thật sự rất trọng yếu, hắn mỗi lần tăng lên một tiểu cảnh giới đều phải vượt qua một lần lôi kiếp, theo tu vi càng cao lôi kiếp liền càng phát ra lợi hại. Tống Cao Đức nhìn như phong quang nhưng kỳ thực lại nghèo đến mặt dẹp, đây là do hắn mỗi lần độ kiếp đều phải dùng tất cả vu bảo lẫn tài liệu có được để chống cự thiên lôi, nhất loạt bị thiên lôi phá hủy. Lúc trước khi hắn dùng mảnh lụa đỏ trói Diệp Húc lại, sở dĩ không có nhân cơ hội hạ sát thủ là bởi vì trên người của hắn chỉ có một mảnh lụa đỏ là có uy lực mạnh nhất, cũng không có 10 phần nắm chắc xử lý được Diệp Húc, cho nên mới làm ra cái chuyện thuận nước mà rong buồm. Nếu là có được khẩu lôi trì đại đỉnh này, đối với chuyện hắn trong tương lai vượt qua lôi kiếp liền rất hữu dụng. Sau khi tu luyện tới đan đỉnh kỳ thì cũng không cần luyện chế lại đan đỉnh nữa. Bởi vậy Tống Cao Đức
không thể không mày dạn mặt dày mà nhờ vả Diệp Húc. Cầm lấy đi. Diệp Húc lấy ra lôi chỉ đại đỉnh trực tiếp ném cho hắn. Tống Cao Đức vừa mừng vừa sợ, liền tranh thủ thu hồi lôi chỉ đại đỉnh. Hắn cười nói: mảnh lụa đỏ này là khi ta xử lý một nữ đệ tử của Bạch Liên Thánh Giáo mà đoạt được, cũng không thuận tay cho lắm. Hôm nay rốt cục cũng không cần dùng loại vũ bảo đầy cái tư vị của nữ giới này nữa rồi. Tương lai vượt qua lôi kiếp của Hỗn Nguyên bát phẩm cũng có 10 phần nắm chắc hơn. Huynh đệ, đại ân của ngươi vì huynh khắc ở trong tâm khảm. Ta một đường gài bẫy không ít vu sĩ chính đạo, cũng nhận được không ít bảo vật tài liệu. Ngươi xem ngươi có cần dùng cái gì không? Hắn mở rộng ngọc lâu để cho Diệp Phúc chính mình chọn lựa. Diệp Phúc nhìn lại chỉ thấy trong không gian ngọc lâu tầng thứ nhất của Tống Cao Đức trồng chất không ít tài liệu, linh mạch cùng vũ bảo tàn phiến. Hắn là hắn sau khi tiến vào vạn cổ ma vực bốn phía vơ vét được đến. Tống Cao Đức không bằng gọi là Tống Thiếu Đạo Đức đi cho rồi. Rõ ràng xử lý nhiều vũ sĩ đến tầm bảo đến như vậy. Diệp Phúc lắc đầu cẩn thận xem xét. Vũ bảo mà Tống Cao Đức thu hoạch được hắn cũng không để vào trong mắt. Linh mạch với hắn mà nói cũng không cần lo lắng. Còn về phần tài liệu hắn thật sự rất cần. Bất quá thứ hắn cần trong số tài liệu của Tống Cao Đức thì lại không có nhiều. Hắn đang định chối từ, đột nhiên một quang bị một kiện vũ bảo tàn phá hấp dẫn. Chỉ thấy kiện vũ bảo này toàn thân tuyết trắng, hình như yến vĩ do hàng hà vũ tạo thành, phiêu phù ở giữa không trung ước chừng một trượng dài ngắn. Vũ bảo này cùng thiên vũ chi dực của hắn có rất nhiều chỗ tương tự. Bất quá thiên vũ chi dực chính là cánh, mà kiện vũ bảo tàn phiến này lại là lông đuôi của một loại chim. Thiên vũ chi dực cũng là một kiện vũ bảo tàn phiến cực to. Chẳng lẽ cùng vĩ dực này là linh kiện cùng một loại vũ bảo hay sao? Diệp Phúc trong nội tâm khẽ động, hướng Tống Cao Đức cười nói: Tống huynh, đệ không cần sở cầu, chỉ cần vũ bảo tàn phiến hình đuôi chim này là được rồi. Tống Cao Đức đem kiện vĩ dực tuyết trắng lấy ra đưa cho hắn cười nói: cái vĩ dực này là ta đoạt được trong tay một đệ tử của Thương Lan kiếm phái, không có tác dụng gì khác, thế nhưng tốc độ rất nhanh. Bất quá đây là một kiện vũ bảo tàn phá, giá trị xa xa kém hơn so với lôi chỉ đại đỉnh. Đợi tí nữa nếu như có đại thu hoạch gì, vì huynh đoạt đến rồi tặng lại cho ngươi vậy. Diệp Phúc tiếp nhận vĩ dực cười nói: bảo vật này đối với Tống huynh thì vô dụng, với ta mà nói lại có chỗ đại hữu dụng kìa. Hắn lấy ra thiên vũ chi dực, chỉ thấy hai kiện bảo vật này vừa mới chạm mặt liền phát ra tiếng vang ong ong, khí cơ dẫn dắt lẫn nhau chấn động không ngừng, cơ hồ là khiến cho hắn đắn đo không ngừng. Vĩ dực tuyết trắng cùng thiên vũ chi dực phát ra quang mang lóng lánh chói mắt, chấn động lại càng thêm kịch liệt. Diệp Húc lúc này bung tay ra, chỉ thấy hai kiện vũ bảo lập tức ầm ầm phân giải, đầy trời bạch vũ bay tán loạn, hóa thành mấy vạn kiện vũ bảo tàn phiến. Chanh 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 chanh. Tiếng đánh kịch liệt truyền đến, thiên vũ chi dực cùng vĩ dực sau khi phân giải lại hợp nhất với nhau, hóa thành một cây đại đao quay chung quanh Diệp Húc cao thấp mà tung bay. Cây đại đao này dài hơn 3 trượng, ở giữa là một đường gân như sống lưng. Lưỡi đao có dạng răng cưa, chính là do ngàn vạn đóa vũ mà tạo thành, sắc bén lên vô cùng. Tống Cao Đức thấy nghẹn họng nhìn chân chối, thất thanh nói: lão đệ, chẳng lẽ cái cánh vừa rồi cùng vĩ dực là một bộ phận của một kiện vũ bảo hay sao? Bây giờ mới là tướng mạo ban đầu của kiện vũ bảo ư? Diệp Húc nắm thanh vũ nhận trong tay, dùng nhân bảo kim luân tế luyện một phen, chân nguyên chảy vào trong vũ nhận, lập tức biết rõ các loại diệu dụng của thiên vũ chi dực, không khỏi trên mặt dị sắc, lắc lắc đầu nói: cái này còn không phải là tướng mạo ban đầu của nó đâu, chỉ sợ đây cũng chỉ là một bộ phận của vũ bảo đầy đủ mà thôi. Hắn tâm niệm vừa động, chỉ thấy hình lập của vũ nhận trong tay liền lần nữa biến đổi, phát ra tiếng vang khanh khách xèo xèo, thiên biến vạn hóa, hóa thành một mặt đại thuẫn tuyết trắng để ngang trước người của Diệp Húc. Lập tức mặt đại thuẫn này lại lần nữa phân giải, hóa thành một cây ngân thương, lại từ ngân thương biến thành một chiếc cự chùy, cự chùy biến thành nguyễn tiên, lại biến thành một chiếc lá nhỏ, bạch vũ đều bay lên lẫn nhau cấu kết, rồi lại hóa thành một chiếc cung. Trong chớp mắt chiến cung biến mất, biến thành một cái ô bạch vũ bị Diệp Húc tụ ở trong tay. Vũ bảo này quả thực có thể thiên biến vạn hóa, tùy tâm mà biến thành các loại vũ bảo. Tống Cao Đức thấy ngây ngốc, triệt để không biết nói gì, sau nửa ngày nói không ra lời. Diệp Húc trong nội tâm có chút vui mừng, vũ bảo này quả thực cực kỳ là hợp tâm ý với hắn, có thể triệt để phát huy thực lực của hắn. Bảo vật này có thể thiên biến vạn hóa, diễn biến ra các loại vũ bảo, không bằng kêu là ô thiên cơ đi.
hắn mặc tinh bào chống đỡ Ô Thiên Cơ đứng ở giữa không trung. Dãy núi bên người đứng vững, mây trắng ung dung, chỉ thấy gió nhẹ nhẹ thổi gợi lên một tràng cảnh xa hoa. Diệp Phúc trong lòng có chút tiếc hận, đồng thời lại có chút ít chờ mong. Ô Thiên Cơ cũng chỉ là một bộ phận của Vũ Bảo đầy đủ, cũng không phải là toàn cánh. Nếu là có thể tìm được các bộ vị khác, không biết Vũ Bảo này lại có tác dụng hoặc thay đổi gì nữa đây. Tống Cao Đức cũng phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt ao ước cười nói: Lão đệ, Vũ Bảo này uy lực như thế nào vậy? Diệp Húc lắc lắc đầu nói: Ta cũng không biết rõ ràng, phòng trưng chỉ là một kiện vũ khí cận chiến thôi. Tuy nhiên có thể thiên biến vạn hóa, nhưng không cách nào mà viễn trình oanh giết đối thủ được. Tống Cao Đức thở dài, hứng thú đối với Ô Thiên Cơ cũng không phải rất lớn. Vũ Bảo có hai loại là cận chiến và đánh xa. Tác dụng của Vũ Bảo cận chiến không được người coi trọng. Đại đa số vũ sĩ đều là luyện chế Vũ Bảo đánh xa, xa xa dùng vũ pháp đem đối thủ mà oanh giết, hoặc là tiến lên Vũ Bảo giết địch tại ngoài mấy chục dặm. Chỉ có vũ sĩ thân thể cực đoan cường hoành mới luyện chế cận chiến Vũ Bảo. Tống Cao Đức tuy thân thể cường hoành, nhưng hắn từ trước đến nay cũng không có coi trọng thủ đoạn cận chiến. Cùng người so mãnh lực, quan niệm với hắn là nếu như có thể đánh xa, tuyệt không đánh gần. Nếu có thể âm thầm đánh lén, đánh chết đối phương, tuyệt không liều mạng. Phong cách hành xử của hắn khác với Diệp Húc. Diệp Húc một đường chém giết đến nay, ngoại trừ ngẫu nhiên dùng quỷ kế xử lý đối thủ, thì lại càng ưa thích dùng lực lượng tuyệt đối đem đối phương oanh giết mà nghiền chết. Tống huynh, người mới vừa nói rất nhiều nhân vật cấp giáo chủ đang đánh chú ý vào bảo khố của thượng cổ đại phái này, không biết là thật hay giả vậy? Diệp Húc nghĩ tới một chuyện, đột nhiên lên tiếng hỏi. Tống Cao Đức nhãn tình sáng lên, hắn cười nói: Diệp lão đệ, người cũng có hứng thú hay sao? Bảo vật trong bảo khố của thượng cổ đại phái này khẳng định là cực kỳ kinh người kìa. Thậm chí nói không chừng còn có bảo vật trong truyền thuyết đấy chứ. Nếu là có thể tìm được một kiện, tự lại về sau lão tử liền có thể như con cua đồng dạng mà đi ngang được rồi. Nói rồi mặt của hắn lại ảm đạm xuống, lắc lắc đầu nói: Bất quá chỉ sợ những bảo vật này làm gì có phần của chúng ta chứ. Người chú ý đến bảo khố, cơ hồ tất cả đều đã luyện thành nguyên đan, thậm chí là cường giả đã tiến vào tam thai cảnh kia. Với thực lực của chúng ta, bảo vệ tính mạng có chút khó rồi. Diệp Phúc thẳng như nói: Thì đi xem cũng tốt mà. Tống Cao Đức đến vạn cổ ma vực sớm hơn Diệp Húc, trong này đã lăn lộn một thời gian ngắn, đối với vạn cổ ma vực rất là quen thuộc. Lúc này đã ở phía trước dẫn đường, hắn cười nói: Lão đệ, kỳ thực bên ngoài vạn cổ ma vực cũng có rất nhiều bảo vật kìa, có đôi khi thậm chí có bảo bối cấp bậc kim tinh đấy, thiết mẫu cũng xuất hiện. Bất quá loại bảo vật này vừa mới xuất hiện thôi liền bị người khác cướp đi rồi, tăng nhiều thịt thiếu. Đến nay cũng chỉ tìm được có một khối thiết mẫu thôi, ước chừng nặng ngàn cân. Hắn lấy ra một khối sắt to bằng quyền đầu, cười mà nói: Này, nhìn đi, đây chính là khối thiết mẫu mà ta tân tân khổ khổ mới tìm được đấy. Lúc ấy ta vừa mới tìm được kiện bảo bối này, liền có hai gã cao thủ luyện thành nguyên đan đuổi giết tới, may mắn là thoát được. Tống Cao Đức dưng dưng đắc ý, cười hăng hắc nói: Ngoại trừ khối thiết mẫu vạn năm này, ta còn lấy được một khối thâm cốc kim tinh to cỡ bể cá nữa kìa, chuẩn bị đem hết tài luyện vào trong lôi trì đại đỉnh. Thêm vào hai khối bảo vật mới này sẽ tăng cao cường độ của lôi trì đại đỉnh đến mức đáng sợ, đủ để có thể giúp ta bình yên vượt qua lôi kiếp trùng trùng, thuận thuận lợi lợi mà luyện thành nguyên đan rồi. Diệp Húc nhìn thiết mẫu ở trong tay hắn, không khỏi sau nửa ngày không biết nói gì. Khối thiết mẫu này của Tống Cao Đức chỉ lớn bằng quyền đầu, mà khối xích tinh kim mẫu trong ngọc lâu của Diệp Húc lại to bằng cả ngọn núi nhỏ, không thể so sánh nổi. Ta nếu là xuất ra xích tinh kim mẫu, vậy thì là quá đả kích người rồi, có chút không quá phúc hậu. Mà lại nói xích tinh kim mẫu giá trị cao như thế, khó trách mà Xà Yêu Vương lại nhớ thương ở trong lòng. Rồi lại còn có đệ tử của Đại Phạm Âm Lôi Tử cùng hắn giao thủ, mặc dù cũng không có nói, thế nhưng chỉ sợ cũng đang nhớ thương cái khối xích tinh kim mẫu này của ta rồi. Diệp Phúc hạ quyết tâm, nếu như đến vị trí hạch tâm của vạn cổ ma vực này mà thấy ăn không trôi thì sẽ lập tức phủ đít bỏ đi, không tham dự vào nữa, miễn cho không có vơ vét được bảo vật, ngược lại ngay cả mình cũng hãm ở trong đấy, bị người giết chết cướp đi xích tinh kim mẫu. Xà Yêu Vương, Đại Phạm Âm Lôi Tử, lại thêm huyết thần bảo chủ La Ẩn, rồi La Sát Môn, Liễu Như Nhớ, còn có Hoàng Sán đang đuổi giết phía sau ta nữa, mấy cái thế lực này cộng lại đủ để ta đau đầu muốn chết rồi. Diệp Húc nghĩ tới đây, hắn cười nói:
À, Tống huynh, tiểu đệ có mấy cửu gia cũng tới vạn cổ ma vực này. Ngươi cùng ta một chỗ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ liên lụy đến ngươi thôi. Sao? Cửu gia ư? Thân là một vũ sĩ vĩ đại, ai có thể không có mấy cửu gia đây? Tống Cao Đức ha ha cười nói. À, lão đệ, ta nói thật, ta ở trong vạn cổ ma vực này cũng có mấy cửu nhân kìa. Hôm nay cùng Diệp lão đệ liên thủ, những cái người này tới một, chúng ta tiêu diệt một vậy. Hắn hào khí vạn trượng cười nói. Hai người chúng ta liên thủ, vô địch thiên hạ, đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu kìa. Tống huynh quả nhiên là chân thực nhiệt tình, tiểu đệ bội phục rồi. Diệp Húc chắp tay cười nói, thế nhưng trong lòng có chút không cho là đúng. Hắn còn không biết phía sau ta có nhiều cao thủ như vậy đuổi giết. Nếu là biết rõ rồi, chỉ sợ người này đã sớm đem ta vứt bỏ qua một bên. Có thể chạy được bao xa thì chạy mấy xa rồi. Hai người bọn họ xuyên qua dãy núi rừng trùng trùng điệp điệp. Đột nhiên Diệp Húc trong nội tâm siết chặt, chỉ cảm thấy tự thân bị một cỗ sát khí khổng lồ tập trung, thân hình cơ hồ đều không thể động đậy. Cỗ sát khí này giống như thiên nghiêng địa lệch, bị đè nén đến khiến cho cơ hắn cơ hồ không cách nào thở dốc. Ầm 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 ầm. Một con thuyền cự đại phá không đánh úp lại, không khí bốn phía đều bị nghiền nát. Hoàng Sán thì đứng ở đầu thuyền, mục quang lạnh lạnh, quần áo bay phất phới, đỉnh đầu có một khoảng nguyên đan. Không gian bốn phía xung quanh nguyên đan tựa hồ cũng như hướng trung tâm mà sụp xuống, khí thế vô cùng khủng bố. Diệp Sư Thúc, người cư nhân thật sự dám đến vạn cổ ma vực này. Đến nơi này, người chính là tự tìm đường chết mà. Hôm nay, ta xem người còn có thể chạy trốn tới nơi nào được nào. Hoàng Sán theo đầu thuyền bay lên, nguyên đan dung nhập đến trong lâu thuyền. Chỉ thấy, cái lâu thuyền này uy thế càng thêm to lớn, so với uy năng trước đây càng thêm cường hãn gấp mấy lần. Tống Cao Đức cũng bị cỗ sát khí này giam cầm, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy lâu thuyền này đột nhiên gia tốc, hướng hai người nghiền ép tới, cuống quýt mà kêu lên. Diệp lão đệ, người này không phải là cửu gia của ngươi đấy chứ? Đây là Linh Phủ Phong đại sư huynh của Hoàng Tuyền Thánh Tông ta, tên là Hoàng Sán, chỉ là một trong số rất 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 nhiều cửu gia của ta mà thôi. Diệp Húc mục quang lành lạnh, đỉnh đầu đại diễn thần trung phi tốc xoay tròn, gắt gao nhìn thẳng đánh tới lâu thuyền. Hít vào một hơi thật dài, nguyên công vận chuyển, chỉ thấy đại diễn thần trung cạch một tiếng bạo vang lên, thể tích càng lúc càng lớn, giống như một tòa đồng sơn phi tốc xoay tròn, gào thét hướng lâu thuyền mà đánh tới. Cùng lúc đấy, Tống Cao Đức cũng động liều mạng chi tâm, tiến lên khẩu lôi trì đại đỉnh. Trong đỉnh lôi điện toàn tâm, giống như uẩn có một mảnh lôi trì mênh mông vậy. Vô số điện quang theo trong đỉnh tràn ra, phảng phất như một thanh kiếm lôi điện cũng hướng lâu thuyền nghênh khứ. Hai người toàn lực thi triển, chỉ thấy đại diễn thần trung cùng lôi trì đại đỉnh một trước một sau đâm vào trên lôi thuyền, lập tức tiếng chuông ách xuống, quay tròn chuyển động trở lại đỉnh đầu của Diệp Húc, thể tích càng ngày càng nhỏ, đã bị thương nặng. Mà lôi trì đại đỉnh cũng lọt vào tâm ảnh hưởng, bị đâm cho trở lại bên người Tống Cao Đức cũng trọng thương. Lôi thuyền tốc độ thoáng chậm dần, lập tức lần nữa gia tốc đánh tới, nghiền ép hết thảy. Diệp Húc vung quyền đánh ra, một quyền hung hăng nện ở đáy lâu thuyền. Tống Cao Đức cũng nghiến răng nghiến lợi, dùng thân thể lực lượng ngạnh xanh chống lại lâu thuyền. Chỉ nghe rầm rầm hai tiếng nổ mạnh, lâu thuyền rốt cục cũng dừng lại, bay ngược về phía sau. Chỉ nghe thình thịch bùm một tiếng vang không dứt, tinh phiên quanh thân Diệp Húc lần nữa bị đâm cho bay ra ngoài huyệt khiếu, tung bay quanh thân, lập tức lần nữa tiến nhập huyệt khiếu, bình yên vô sự. Tống Cao Đức hai tay đứt gãy, kêu thảm một tiếng, bị đâm cho cao cao bay lên. Diệp Húc thừa nhận 7 phần lực lượng do lô thuyền đánh tới. Tống Cao Đức phân đi 3 phần lực lượng. Bất quá, Diệp Húc thân có đại chu thiên tinh đấu trận đồ bảo vệ quanh thân, lại đem bức trận đồ này một lần nữa rèn luyện một phen, phẩm chất tăng lên rất nhiều. Mặc dù đón đỡ 7 phần lực lượng của Hoàng Sán, nhưng vẫn có thể thừa nhận. Bất quá Tống Cao Đức chỉ có một tòa lôi trì đại đỉnh, không có bảo vật nào khác bảo vệ quanh thân, 3 phần lực lượng của Hoàng Sán liền khiến hắn không chịu nổi, đã bị trọng thương. Phượng tường kiểu kích, bạch hổ thất sát. Hoàng Sán lãnh thanh một tiếng, tâm niệm vi động, lâu thuyền lập tức đình chỉ, lùi về phía sau. Từng con hỏa phượng cùng bạch hổ cự đại từ trong thuyền bay ra, bay lượn liên kích. Đầy trời đều là lửa đỏ, đem Diệp Húc cùng Tống Cao Đức bao phủ. Loại đại hỏa này chính là chân hỏa do Hoàng Sán luyện chế, tên là địa linh chân hỏa, chính là nhất muội trong tam muội chân hỏa. Kim hoàng sắc hỏa diễm phô thiên cái địa, tam muội chân hỏa chính là do thiên linh chân hỏa, địa linh chân hỏa và nhân linh chân hỏa, ba loại chân hỏa tổ hợp mà thành. Sau khi tu thành,
uy năng to lớn, chính là một trong 9 đại thần hỏa. Hoàng Sán lựa chọn tu luyện Tam Bộ Chân Hỏa, bất quá đến nay còn chưa triệt để luyện thành, chỉ tu thành Địa Linh Chân Hỏa cùng Nhân Linh Chân Hỏa hai loại. Giờ phút này, Hỏa Phượng chính là do Địa Linh Chân Hỏa tạo thành, nhiệt độ cao đến đáng sợ, đủ để luyện hóa vũ bảo cấp chấn giáo bình thường. Còn Bạch Hổ Thất Sát thì là tu luyện Từ Đao Pháp Kim Tinh Nguyên, đem môn vũ pháp này dung nhập vào trong Bạch Hổ Thất Sát, sắc bén vô cùng. Hỏa Phượng trong lửa lệ tiếng một tiếng, Bạch Hổ thì giống giận, đều hướng Diệp Húc cùng Tống Cao Đức đánh tới cắn xé. Vũ pháp của hắn tu luyện tới cảnh giới cực cao, hai môn vũ pháp này lại cực tinh túy, uy lực cực đoan cường đại. Bất quá Diệp Húc cùng Tống Cao Đức hai người thân thể cũng cường hoành thái quá, ngạnh xanh xanh ngăn trở Phượng Tường Kiều Kích cùng Bạch Hổ Thất Sát thoát ra từ lửa đỏ ngập trời. Lâu Thiên Lôi Âm. Hoàng Sán tay nâng lâu thuyền gào thét bay tới, tay trái xoẹt một tiếng nâng lên, chỉ thấy trên bầu trời lập tức xuất hiện một đóa cự đại lôi vân. Trong lôi vân có một lâu thuyền nằm ở trong đầm mây, trong thuyền vô số sinh linh kỳ kỳ quái quái thao túng vô số lôi hỏa. Những sinh linh này duỗi tay vừa lộn, trong lòng bàn tay liền có đem theo nhiều lôi hỏa lớn cỡ cái thớt ầm ầm mà nện xuống. Ô Thiên Cơ, chống đỡ! Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, khởi động Ô Thiên Cơ, chân nguyên điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong ô. Chỉ thấy cái ô trắng này càng lúc lại càng lớn, giống như mây trắng che không trung, vô số thớt lôi hỏa lớn nhỏ oanh ở phía trên, đánh cho thiên nghiêng địa lệch. Lôi hỏa tán loạn, lại thủy chung không cách nào đem cái ô đánh vỡ được. Diệp Sư Thúc, trước kia ta còn từng khinh thường ngươi, chẳng qua hiện tại ta đã chú ý rồi, ngươi tuyệt đối là trốn không thoát đâu. Hoàng Sán tay nắm lâu thuyền gào thét bay tới, hắn lãnh đạm nói. Diệp Húc thân thủ một tay bắt lấy Tống Cao Đức, cười ha ha nói: Sư đệ hết, ngươi từ trước bắt không được ta, sau này vẫn là bắt không được ta đâu. Tống huynh, chúng ta đi thôi. Ô Thiên Cơ phát ra động tĩnh ken két san sát, đột nhiên biến đổi hóa thành một chiếc thuyền lá nhỏ. Diệp Húc nắm Tống Cao Đức ném vào trong đấy, gào thét về phía trước chạy tới. Sao, muốn đi ư? Trong lâu thuyền của Hoàng Sán thò ra một đại thủ đen nhánh về phía trước chụp tới. Đại thủ này có phương viên gần mẫu, năm ngón tay lành lạnh, móng tay sắc bén như đao, một mực về phía trước thò ra, kéo dài ra hơn 10 dặm, hiểm hiểm mà bắt được phần đuôi của thuyền con. Hoàng Sư Điệt, ngươi toàn lực thi triển cũng lưu không được ta đâu, chỉ dựa vào một cái chân nguyên đại thủ liền muốn đem ta lưu lại sao? Không phải có chút người xin nói mộng rồi. Diệp Húc cười lạnh một tiếng, một quyền đem đại thủ này mà đánh cho nổ nát. Hoàng Sán nhổ ra một ngụm chọc khí, đem lâu thuyền tế lên, đứng ở đầu thuyền, quần áo phiêu đãng, tiếp tục phương hướng hướng bọn người Diệp Húc ly khai mà đuổi theo. Lại nói, hắn trời sinh tính cứng cỏi, nhận định một sự kiện liền tuyệt sẽ không quay đầu lại, vẫn cứ kiên quyết duy trì xuống dưới, thẳng đến đạt thành mục tiêu, mục đích thì mới có thể thu tay lại được. Mặc dù Diệp Húc hai lần ba phen theo trong tay hắn đảo thoát, nhưng chỉ cần Ngụy Hiên không có thu hồi mệnh lệnh, hắn sẽ một mực mà đuổi giết. Trong chiếc đò hẹp màu tuyết trắng, Tống Cao Đức chán hiện ra ngân xanh, mồ hôi to như hạt đậu cuồn cuộn mà rơi xuống, đau đến gương mặt có chút dữ tợn, miệng lý ti mút lấy lương khí, hoảng sợ mà nói: Diệp lão đệ, cửu gia của ngươi cũng thật là lợi hại, nguyên đan kỳ cao thủ à? Là nguyên đan kỳ cao thủ, lại là nguyên đan kỳ cao thủ sao? Chúng ta có thể chạy thoát từ trong tay nguyên đan kỳ cao thủ thật sự là mạng lớn mà. Diệp Húc phát ra một cỗ chân nguyên đỡ lấy tay hắn rồi cười nói: Cái này tính là cái gì chứ, tiểu đệ còn có một vị cửu gia là ân sư của Hoàng Sán kìa, ít nhất cũng đã tu luyện đến nguyên thần. Tống Cao Đức nghe vậy chỉ cảm thấy cánh tay vừa tê dại vừa ngứa, một số mảnh vụn gân cốt từ trong lớp da trào ra ngoài, đương đương rơi xuống đất. Biết rõ xương cốt của hắn đang được ngưng thực trở lại, cũng không lâu lắm hai tay liền khôi phục như lúc ban đầu. Trong nội tâm đối với chân nguyên của Diệp Húc cảm thấy hiếu kỳ hết sức. Bất quá đây là chuyện riêng của Diệp Húc, hắn cũng không nên trực tiếp mở miệng hỏi thăm, chỉ đành buồn bực mà dằn lòng. Nghe được lời này của Diệp Húc, trong lòng của hắn lại càng thêm hoảng sợ, cười khổ mà nói: Lão đệ, ngươi còn có kiểu gia nào nữa không? Không ngại thì nói luôn ra đi. À, cũng không nhiều lắm đâu. Diệp Húc khiêm tốn nói: Trong vạn cổ ma vực cũng chỉ có vài ba cao thủ tu luyện ra nguyên đan mà thôi, bất quá thực lực cũng cùng những người này, so với Hoàng Sán phải kém sắc vài phần, nhưng đều là cường giả nguyên đan kỳ lâu năm, không thể khinh thường được. Tống Cao Đức sau nửa ngày không nói gì, ngoan nhưng mà nói:
Diệp lão đệ, so sánh với cừu gia của ngươi thì cừu gia của ta quả thực chính là mấy con kiến hôi mà, thật sự không đáng để lo cả. Còn bà nó chứ, ta hiện tại đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh một đám nguyên đan kỳ cao thủ đuổi giết phía sau ông của lão tử rồi kìa. Tống Cao Đức có một loại cảm giác lên phải thuyền giặc, bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Có loại cao thủ như Hoàng Sán ở phía sau đuổi giết, nếu là hắn một mình chính diện đối kháng với vị nguyên đan kỳ cường giả này, chỉ sợ căn bản không cách nào ngăn cản lâu thuyền của Hoàng Sán. Thuyền lớn chỉ cần chạy qua là trực tiếp lên có thể đưa hắn mà nghiền nát được. Diệp lão đệ, vừa rồi Hoàng Sán kia xưng ngươi là sư thúc, chẳng lẽ ngươi là cao thủ thế hệ trước của Hoàng Tuyển Ma Tông sao? Tống Cao Đức đột nhiên con mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn thẳng Diệp Húc, kích động vạn phần mà hỏi. Kỳ thực bản thân ngươi có được tu vi nguyên thần kỳ, bản thân sau khi bị trọng thương mới rơi vào kết cục này, qua không lâu nữa thương thế của ngươi khỏi hẳn sẽ khôi phục tu vi như cũ, có phải như vậy hay không? Diệp Húc một hồi không nói gì, không khỏi cảm khái lực liên tưởng của hắn phong phú. Tống Cao Đức miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, không dứt mà nói. Hoặc là ngươi thọ nguyên đã hết rồi, tính toán tìm một truyền nhân, kết quả hôm nay gặp được ta đây một thanh niên nhiệt huyết, thiên tư chắc tuyệt, chân thực nhiệt tình. Bởi vậy trong lòng ngươi ngầm hạo quyết định, muốn đem 300 năm công lực của ngươi hết thảy dội vào đầu truyền thụ cho ta phải không? Diệp Phúc triệt để không nói gì, chỉ thấy tên tiểu tử này mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn mình, một quang sáng ngời hữu thần, hận không thể bảo Diệp Phúc lập tức truyền thụ cho hắn 300 năm tu vi gì gì đó. Diệp Phúc trầm mặc sau nửa ngày, kình phong gợi lên quần áo bay phất phới. Tống huynh, đừng có làm rộn nữa đi, hắn nói khẽ. Tống Cao Đức thở dài lẩm bẩm mà tự nói, có 300 năm công lực thôi mà cũng không nỡ bỏ, thật là quỷ hẹp hòi mà, xem ra đành phải đợi ngươi khôi phục lại tu vi làm gọn những cừu gia kia rồi. Lúc này Ô Thiên Cơ biến thành thuyền con, tốc độ cực nhanh như gió bay điện chớp, phóng tới chỗ sâu nhất trong vạn cổ ma vực. Trên đường đi, Diệp Húc thấy trong các dãy núi của thượng cổ đại phái này thậm chí có không ít vô hồn giới, số lượng cũng không ít hơn so với của Hoàng Tuyển Ma Tông, hiển nhiên đều là cao thủ trong thượng cổ đại phái sau khi chết đi lưu lại. Bất quá bởi vì những vô hồn giới này thời gian quá xa xưa, làm cho đa số vô hồn giới đã mục rách tung tóe, không gian cực không ổn định, thỉnh thoảng có thể chứng kiến có vô hồn giới ầm ầm sụp đổ, một tầng vô hồn giới sụp xuống liền nương theo một tiểu thế giới đột nhiên xuất hiện cùng phá diệt. Trong những vô hồn giới này không thiếu vô bảo cùng linh mạch thượng thừa, bất quá những vô bảo này cũng đã hư thối, chỉ có một số rất ít tài liệu được bảo tồn xuống. Những tài liệu này cũng đều là bảo vật cực kỳ hiếm có, bất quá cùng với việc tiểu thế giới phá diệt hết thảy cũng bị hủy diệt hủy hoại trong chốc lát không còn tồn tại. Bất quá vô hồn giới còn tồn tại thì cũng không có bao nhiêu người dám can đảm mà đi vào, những vô hồn giới này thân mình cũng đã cực kỳ rách nát, không gian cũng không ổn định, tùy thời đều có thể sụp đổ. Diệp Húc cao mày nói, đường đường là một ma môn đại phái lại xuống dốc đến loại trình độ này, thời thượng cổ đến tận cùng xảy ra chuyện gì mà làm cho một đại phái như vậy tan thành mây khói đây? Vấn đề này không ai có thể trả lời được. Ô Thiên Cơ chạy như bay mà qua, xẹt qua dãy núi nặng nề, thẳng đến chỗ sâu nhất trong vạn cổ ma vực. Xa xa Diệp Húc liền chú đến một tòa núi lớn mỹ lệ, hùng vĩ hiện ra ở trước mắt, cao ngất nhập vào vân tiêu. Bất quá ngọn núi lớn này chỉ có một nửa khác không cánh mà bay, không cách nào tưởng tượng ngọn núi lớn này nguyên lai đến tuyệt cùng là cao bao nhiêu. Diệp Húc có thể lực bạt núi lớn, bất quá với núi lớn tối đa cũng chính là 200-300 thước cao mà thôi. Dãy núi cao vạn nhận như loại này thì hắn căn bản là vô lực mà rút lên. Hắn lại lưu ý đến sơn thể chung quanh ngọn núi lớn này có 5 khe rãnh cự đại chảy từ trên đỉnh núi xuống đến chân núi, hệt như ngón tay của người, nhìn cứ như có người dùng đại thủ từ trên cao chụp xuống nắm lấy ngọn núi lớn này, sau đó dùng lực ngắt sở trên chân núi lưu lại ấn ký 5 ngón tay của mình vậy. Những dấu tay này sẽ không thật sự là của người nào đó lưu lại đấy chứ? Nếu là thật thì chỉ sợ chủ nhân của dấu tay này là trực tiếp từ trên cao dò xét xuống, đem ngọn núi lớn này bắt một cái, đỉnh núi cũng bị chộp cho nát bấy, vạn cổ ma vực tiêu vong, hơn phân nữa cùng với chủ nhân của cái dấu tay này là có quan hệ với nhau rồi. Diệp Húc hoảng sợ lẩm bẩm nói, khủng bố, thật là khủng bố mà, thật sự là khủng bố, một trưởng liền đem nơi tọa lạc của thượng cổ ma môn đại phái này mà phá hủy, chỉ sợ cao thủ trong đại phái này cũng hết thảy bị hắn bóp chết rồi, người nào có được loại lực lượng này nhất cử phá hủy một cái đại phái đây. Sau lưng tòa núi lớn này bị nghiền nát một nửa,
truyền đến một cỗ ba động rất mạnh. Diệp Húc bay qua ngọn núi lớn này, chỉ thấy lại có vài tòa dãy núi cùng loại cũng hết thảy bị người ta chộp cho tàn phá đến không chịu nổi. Những núi lớn này hình thành một cái vòng tròn đang bao vây tâm sơn cốc. Phiến sơn cốc này ước chừng hơn 100 dặm lớn nhỏ. Diệp Húc vừa mới bay đến trên không của sơn cốc, liền gặp một mảnh huyết hồ bốc lên tung hoành trên không trung. Huyết thần bà chủ La Ẩn đứng ở trên mặt hồ. Huyết thần kinh bị hắn diễn biến đến mức tận cùng, chỉ thấy phiến huyết hồ này khi thì hóa thành một huyết cự nhân, khi thì biến thành một chiếc chiến xa, cùng một sinh vật kỳ dị đối chiến. Sinh vật kỳ dị này quanh thân hiện ra kim sắc, tay chảo sinh sinh kim lân, sau lưng mọc lên hai cánh, giống như người mà không phải người, giống như yêu cũng chẳng phải yêu. So với người bình thường cao hơn rất nhiều, giống như một tiểu cự nhân. Bất quá lại tướng mạo đường đường, chính là một mỹ nam tử. Trực tiếp nhảy vào trong huyết hồ, trực diện cùng La Ẩn và tranh phong. Trên đầu hắn là Trường Hà Chân Nguyên, hiển nhiên tu vi chỉ có hỗn nguyên kỳ, nhưng có thể đánh với lão bài cao thủ đã luyện tựu nguyên đan như La Ẩn mà không rơi vào thế hạ phong chút nào. Uy lực của huyết thần kinh, Diệp Húc biết được nhất thanh nhị sở. Môn tâm pháp này ác độc dị thường, huyết ảnh bổ nhào vào trên người Vu Sĩ liền có thể mang đi toàn thân máu huyết. Diệp Húc hoảng sợ lẩm bẩm nói: khủng bố, thật là khủng bố mà, thật sự là khủng bố. Một trưởng liền đem nơi tọa lạc của thượng cổ ma môn đại phái này mà phá hủy, chỉ sợ cao thủ trong đại phái này cũng hết thảy bị hắn bóp chết rồi. Người nào có được loại lực lượng này, nhất cử phá hủy một cái đại phái đây. Sau lưng tòa núi lớn này bị nghiền nát một nửa, truyền đến một cỗ ba động rất mạnh. Diệp Húc bay qua ngọn núi lớn này, chỉ thấy lại có vài tòa dãy núi cùng loại cũng hết thảy bị người ta chộp cho tàn phá đến không chịu nổi. Những núi lớn này hình thành một cái vòng tròn đang bao vây tâm sơn cốc. Phiến sơn cốc này ước chừng hơn 100 dặm lớn nhỏ. Diệp Húc vừa mới bay đến trên không của sơn cốc, liền gặp một mảnh huyết hồ bốc lên tung hoành trên không trung. Huyết thần bà chủ La Ẩn đứng ở trên mặt hồ. Huyết thần kinh bị hắn diễn biến đến mức tận cùng, chỉ thấy phiến huyết hồ này khi thì hóa thành một huyết cự nhân, khi thì biến thành một chiếc chiến xa, cùng một sinh vật kỳ dị đối chiến. Sinh vật kỳ dị này quanh thân hiện ra kim sắc, tay chảo sinh sinh kim lân, sau lưng mọc lên hai cánh, giống như người mà không phải người, giống như yêu cũng chẳng phải yêu. So với người bình thường cao hơn rất nhiều, giống như một tiểu cự nhân. Bất quá lại tướng mạo đường đường, chính là một mỹ nam tử. Trực tiếp nhảy vào trong huyết hồ, trực diện cùng La Ẩn và tranh phong. Trên đầu hắn là Trường Hà Chân Nguyên, hiển nhiên tu vi chỉ có hỗn nguyên kỳ, nhưng có thể đánh với lão bài cao thủ đã luyện tựu nguyên đan như La Ẩn mà không rơi vào thế hạ phong chút nào. Uy lực của huyết thần kinh, Diệp Húc biết được nhất thanh nhị sở. Môn tâm pháp này ác độc dị thường, huyết ảnh bổ nhào vào trên người Vu Sĩ liền có thể mang đi toàn thân máu huyết. Bất quá tên yêu dị tuấn mỹ nam tử này đối với huyết thần kinh lại không sợ chút nào, trực tiếp cùng La Ẩn liều mạng lấy cứng chọi cứng. Trong huyết hồ, huyết thần kinh chưa kịp đến bên cạnh hắn liền đã bị chấn cho nát bấy. Huyết hồ của La Ẩn không thể bảo là không to lớn, chính là dị bảo do sát lục ngàn vạn yêu tộc cùng Vu Sĩ lấy máu huyết của Vu Sĩ cùng yêu tộc luyện chế mà thành. Đây là một bảo vật cấp chấn giáo, giỏi về làm dơ bẩn vu bảo của người khác. Cao thủ bình thường căn bản không dám cùng hắn quyết đấu, sợ bị vu bảo ô uế mà đánh mất vô lực. Mà thời khắc này, huyết hồ này đối với yêu dị nam tử lại không có bao nhiêu uy lực cả, bị hắn khi dễ mà đến gần phụ cận. La Ẩn rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng hắn liều mạng. Huyết thần kinh nguyên lai đối với ta rất có lực uy hiếp, bất quá ta hôm nay đã tu thành Thái Dương chân hóa, cùng phái Thái Âm xích duệ huyết thần diễm, ngược lại không sợ huyết thần kinh này. Chỉ là tên nam tử yêu dị kia lại không phải là dùng các loại chân hỏa vu pháp mà đối phó với huyết thần kinh, mà đây là dùng nhục thể của hắn thật sự cường hãn. Thần thể chấn động liền đem những huyết ảnh kia mà chấn vỡ đi. Diệp Húc một quang chớp động, xem chỉ trong chốc lát, hắn thầm nghĩ: người này thân thể cường hãn đến đáng sợ, thậm chí so với ta còn muốn cao hơn một bậc kia. Diệp lão đệ, nam tử kim sắc kia chính là thiên ma. Tống Cao Đức sắc mặt nghiêm trọng lên tiếng nói: loại sinh vật này lực lượng lớn vô cùng, trời sinh tính tàn bạo thị huyết, yêu mến giết chóc kìa, nghe nói chính là Tu La tộc, một loại thượng cổ dị loại. Khi lục đạo luân hồi bị phá diệt, những thiên ma này chạy ra từ tầng thứ 18 trong địa ngục kìa. Ta trước đó không lâu có tới đây, còn xa xa thấy có người cùng với cổ ma giao chiến. Cổ ma đó mặt đầu người, đầu ngựa, thân người, cầm trong tay một cái móc câu xừng xích,
chuyên môn phác thảo nguyên hồn, thân phách của con người. Thậm chí liền một cao thủ tu luyện ra nguyên đan cũng bị hắn khóa lại, trực tiếp đem nguyên thần cùng hồn phách vẽ ra. Vị cao thủ tu luyện nguyên đan kia liền đến cổ họng cũng không thốt ra được một câu, ngã xuống đất chết tươi. Diệp Húc không khỏi mắt lộ ra dị sắc cười nói: "Sao? Cư nhiên còn có loại chủng tộc kỳ lạ cỡ này sao?" Ánh mắt của hắn sáng ngời hữu thần, gắt gao nhìn thẳng huyết hồ của La Ẩn thầm nghĩ: "La Ẩn giết bao nhiêu vũ sĩ cùng yêu tộc mới có thể luyện ra một mảnh huyết hồ lớn đến như vậy? Cái phiến huyết hồ này với ta mà nói tác dụng cũng không nhỏ. Nếu là có thể lấy ra giao cho Hắc Hùng để hắn đào tạo bích huyết kim liên, chỉ sợ tất cả kim tàm của ta cũng có thể tiến giai làm lục sĩ kim tàm được rồi. Sau đó lại dùng ngàn trung bảo tràng mà tế luyện, cho dù là nguyên đan kỳ cao thủ cũng có thể nhất cử mà đánh chết được." Huyết thần bất diệt chân thân. Mà lúc này La Ẩn liên tiếp bại lui, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy nước trong huyết hồ chen chúc hướng thân thể của hắn chui vào. Trong chớp mắt huyết hồ trở nên khô cạn, mà La Ẩn thì lại biến thành một quái vật cự đại. Từng khối cơ thể hở ra, quanh thân huyết hồng nâng lên một quyền, liền hung hăng hướng Tu La tộc Thiên La kia mà nện xuống. Sau khi hóa thành huyết thần bất diệt chân thân, lực lượng của hắn vô cùng lớn, nắm tay như núi, so với Tu La tộc Thiên Ma lực lượng còn mạnh hơn. Liên tiếp oanh ra hơn 10 quyền, đem Tu La tộc Thiên Ma kia. Diệp Húc không khỏi ngược lại rút ra một ngụm lãnh khí. Thân thể của Thiên Ma này so với kiểu chuyển nguyên công của hắn còn cường hãn hơn một bậc, mà lại bị La Ẩn ngạnh xanh xanh trùy tử. Thực lực của La Ẩn mặc dù không thể bằng được Hoàng Sán, thế nhưng chỉ sợ cũng không khác nhau là mấy. Dầm. Khoảnh khắc sau khi La Ẩn trùy nát Thiên Ma thì quanh thân đột nhiên máu chảy thành sông, lại hóa thành một mảnh huyết hồ. Huyết thần bất diệt chân thân của hắn tán đi, khôi phục hình thể vốn có, o o thở hổn hển chửi thề vài câu. Hiển nhiên đối phó với con Thiên Ma này không hề đơn giản giống như biểu hiện ra như vậy. Hắn vận dụng huyết thần bất diệt chân thân, đem huyết hồ cùng tự thân tương dung, chân nguyên kịch liệt tiêu hao, nguyên khí đại tổn. Ồ, đây là cái gì vậy? Hắn mới vừa tán đi huyết thần bất diệt chân thân, đã thấy bên cạnh mình có thêm một sợi dây màu trắng như tuyết, rất là tinh tế. Chỉ thấy bạch tuyến nọ quay trong quanh cổ của hắn, nhẹ nhàng vừa chuyển, lập tức một cái đầu liền rơi xuống. Diệp Húc cười ha ha, khống chế thuyền con thẳng tắp phóng tới hai nửa thân hình của La Ẩn, thu hồi sợi dây tinh khí này lại, lên tiếng cười nói: "La bảo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì đấy chứ?" Chỉ thấy cái đầu của La Ẩn đột nhiên phóng lên trời, đầu của Tín Môn đột nhiên vỡ ra, một quả huyết hồng sắc nguyên đan lao ra, bên trong truyền đến tiếng gầm lên giận dữ: "Là ngươi sao? Diệp Húc, Diệp thiếu báo, là ngươi đánh lén ta sao?" La Ẩn vừa sợ vừa giận, lửa giận trong lòng ngập trời. Diệp Húc thẳng phát qua, một quyền oanh tới, đem nửa thân dưới của La Ẩn đánh cho nát bấy. Lập tức một trường xa xa đập tới, đem đầu của hắn cũng xinh xinh nổ nát. Diệp Húc cười lạnh nói: "La bảo chủ, con của ngươi, huynh đệ, đệ tử, đắc ý, hết thảy chết trong tay của ta. Đến hôm nay, ta liền tiến theo bảo chủ ngươi đến gặp bọn họ vậy." Hạo Nguyệt trên đầu của hắn chấn động, từng ngụm đại đỉnh phóng thẳng lên trời, hướng viên nguyên đan này đánh tới, tính toán chảm thảo trừ căn. Wow, wow. Trong đỉnh truyền đến tiếng của ngàn vạn loại thượng cổ dị thú giống giận, uy năng bành trướng, không kém hơn vu bảo cấp chân giáo chút nào. "Diệp thiếu báo, ta cùng với ngươi thù sâu như biển, bất cộng đái thiên." Viên nguyên đan này gào thét xông lên không trung, đột nhiên bù một tiếng nổ tung, hóa thành hơn 10 vạn đạo huyết ảnh, bốn phương tám hướng mà lao đi. Diệp Húc khẽ nhíu mày, biết rõ đây là diệu dụng của huyết thần kinh. Mặc dù thân thể của La Ẩn bị hủy, nhưng huyết thần kinh có thể giúp hắn tạm thời không chết. Chỉ cần chiếm cứ thân thể của một vu sĩ khác thì hắn liền có thể ngóc đầu mà trở lại. Trong chín khẩu đại đỉnh đột nhiên bay ra vô số thượng cổ dị thú, bốn phương tám hướng đuổi theo, đem từng huyết ảnh bắt lấy về nát bấy. Bất quá nguyên đan của La Ẩn biến thành huyết ảnh khoảng chừng hơn 10 vạn đạo, giết cũng chẳng hết nổi. Diệp Húc lúc này bỏ đi quần áo, chấn áo run lên, chỉ thấy bộ quần áo này xẹt một tiếng bay lên, nhô lên cao hóa thành một tòa tinh đấu đại trận, ầm ầm mà quấy, đem những huyết ảnh này thoáng cái diệt tuyệt đại đa số. Vẫn còn có thật nhiều huyết ảnh chạy thoát khỏi phạm vi bao phủ của tinh đấu đại trận, trốn vào trong dãy núi mênh mông. Tinh đấu đại trận càng ngày càng nhỏ, đột nhiên hướng quyển kế tiếp hóa thành một kiện tinh bào như trước choàng lên trên đầu vai của Diệp Húc. Tống Cao Đức thấy ngàn họng nghiền chân chối, sau nửa ngày mới lắp bắp mà nói: Diệp lão đệ,
Ngươi vừa giết chết một nguyên đan kỳ cường giả, là nguyên đan kỳ cường giả, còn bà nó chứ? Hắn còn bà nó chứ? À, ta chỉ là đánh lén đắc thủ mà thôi. Nếu là chính diện đối kháng, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Diệp Húc chậm rãi trói vào dây lưng ngọc bên hông rồi cười nói: La ẩn dù sao cũng là cao thủ tu luyện huyết thần kinh, còn không đến mức cứ như vậy mà chết đi đâu. Bất quá hắn bị ta hủy đi hơn 8 phần huyết ảnh rồi, cho dù có chiếm cứ được thân thể của Vu Dĩ khác đi chăng nữa thì một thân tu vi của hắn nhiều nhất chỉ còn lại có 2 thành, không đáng để lo ngại. Hắn nhìn về phía phiến huyết hồ mỉm cười mà nói: Hắn nếu như lại dám ra hiện ở trước mặt ta, vậy thì thật là cá chết người đi rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 53 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Tập 53 có hơi ngắn một chút. Hiện tại mình đang bận một chút thì mình sẽ đọc bù lại sau. Đăng để cho mọi người có chuyện nghe chưa đã. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.